Hồng Vân nổi điên vì vai mẹ trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, cứ diễn với Lê Phương là tôi ức chế. Vai bà mẹ quá quắt trong Gạo Nếp Gạo Tẻ không chỉ làm khán giả nổi điên, mà còn khiến chính diễn viên ức chế, thậm chí nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn bị khán giả nhắn tin chửi. Gạo Nếp Gạo Tẻ làm lại từ bộ phim nổi tiếng của xứ sở Kim Chi, xoay quanh những mâu thuẫn sóng gió trong một đại gia đình nhiều thế hệ. Phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả và một trong những nhân vật khiến người xem ức chế nhất trong phim chính là bà Mai, do nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đảm nhận. Nhân vật này khiến nhiều người phẫn nộ vì tình yêu thương quá mức của mình dành cho cô con gái thứ hai là Hân. Thái độ, lật mặt nhanh hơn bánh tráng với các con rể, cũng như sự đối xử tệ bạc dành cho con gái ruột là Hương. Vai bà Mai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chính thức xoán ngôi vai bà Phương trong Sống Chung Với Mẹ Chồng về độ ghê gớm và tai quái. Vai bà mẹ ghê gớm trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, chị thủ vai, đang bị khán giả phản ứng gay gắt vì quá cay nghiệt xấu tính, chị nói gì. Không riêng gì tôi mà bất cứ diễn viên nào khi vào những vai diễn xấu như thế đều nhận được phản ứng từ khán giả. Hơn nữa, đây cũng không phải là vai diễn ghê gớm trên màn ảnh lần đầu tôi đóng. Trước đó dạng vai kiểu này tôi cũng đóng khá nhiều. Phản ứng từ khán giả như vậy tôi thấy hết sức bình thường. Bộ phim chạm được tới cảm xúc của khán giả, khiến họ xem bằng cảm xúc thật, đó là thành công. Một vài người xem có thể chưa thoát ra được cảm xúc của mình, cứ nghĩ tôi là bà Mai thật. Nên hàng ngày tôi cứ phải chia sẻ lên trang cá nhân để mọi người hiểu. Bà Mai của Gạo Nếp Gạo Tẻ là bà Mai, Hồng Vân là Hồng Vân. Chị có phẫn nộ gì với nhân vật mình đóng? Lúc quay tôi đã nổi điên nổi khùng lên vì tâm lý nhân vật này. Bà Mai thương cô con gái thứ hai một cách mù quáng. Mấy lần tôi cũng cự lại đạo diễn. Tôi bảo rằng tâm lý nhân vật như vậy không thể diễn được vì một bà mẹ quá vô lý. Tôi dường như đã cùng hỏi xoáy đáp xoay với đạo diễn, nhưng đạo diễn thuyết phục tôi hãy tin vào em ấy. Đạo diễn còn khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về nhân vật này bằng những lý lẽ thuyết phục. Tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi một đạo diễn nữ trẻ. Khi phim phát sóng, tôi nhận được rất nhiều bình luận trên mạng xã hội. Có người còn nhắn tin phẫn nộ với vai mẹ chồng ghê gớm là bà Mai. Tôi xem lại mình đóng, tôi còn nổi điên lên. Ngồi xem tôi cứ chửi bà Mai với con bé Hân, Thúy Ngân thủ vai suốt. Nhưng nếu tôi không diễn đúng đô của bà Mai, Thúy Ngân không diễn đúng đô của Hân, làm sao còn xung đột và hấp dẫn trong phim để mấy nhân vật kia đau khổ? Cảm xúc của khán giả được đẩy lên tối đa. Mọi người khi xem có thể ghét nhân vật đó chứ đừng ghét diễn viên nhé, bởi thực sự đó là một sự hy sinh. Trần đời này không có bà mẹ nào đối xử với con đẻ mà như con đẻ của bà Mai. Đó là những phản ứng trên mạng xã hội. Ngoài đời chỉ có bị phản ứng tiêu cực trực diện hơn không? Phim chiếu đúng đợt tôi đi Mỹ về nên nhiều người gặp cũng khen lắm. Họ khen tôi hóa thân hoàn toàn khác vào vai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, khen cả phim nữa. Đa phần khán giả biết tôi nhiều năm không vì nhân vật đó lại có phản ứng thái quá với tôi ngoài đời. Trước kia từng đóng vai ghê gớm, đành hanh, chỉ có nhận được phản ứng tiêu cực như thế từ khán giả. Từ đóng nhiều dạng nhân vật đáng ghét lắm, nhưng nói thật, ngày trước mạng xã hội không như bây giờ, diễn viên không tương tác được với người xem nhiều, nên cũng khó để biết được phản ứng của họ như thế nào. Tôi không sợ bị ghét, chỉ mong khán giả đừng nhầm lẫn tính cách giữa nhân vật và diễn viên. Vai phản diện hay chính diện, chúng tôi đều nhận những đồng thù lao như nhau. Vai chính diện được thương quá mức, vai phản diện bị ghét quá đà, đó là một sự hy sinh của người nghệ sĩ. Lúc nhận kịch bản, chị có liệu đây sẽ là vai diễn gây bão nhất màn ảnh hiện tại? Thật ra với một bạn trẻ mới vào nghề đang tìm hướng đi cho mình, việc có một vai diễn để tạo ấn tượng cho khán giả là điều cần thiết. Với khối lượng công việc khổng lồ, tên tuổi của tôi trong nghề cũng được khán giả biết tới, tôi có quyền không nhận vai này. Tôi không cần thiết phải có một vai ghi dấu ấn hay để tăng sự nổi tiếng hơn nữa. Tôi cũng không lường trước nhân vật mình đóng lại gây bão như thế. Tôi chỉ thấy rằng đây là một kịch bản hay. Tôi nhận vai này bởi nhân vật bà Mai hay nhân vật Hân là tác nhân tạo ra kịch tính, gây sự ức chế cho nhân vật, đồng thời tạo cảm xúc cao trào cho khán giả. Trong 80 tập phim có phân đoạn nào chị cảm thấy quá khó đóng? Cả bộ phim tôi đều không cảm được với nhân vật bà Mai. Tại sao trên đời có một bà mẹ như thế? Cứ đoạn nào diễn với Lê Phương là tôi ức chế. Bản thân nhân vật của Lê Phương bị động một cách kinh khủng, không bao giờ nhảy lên phản ứng, trong khi bà mẹ hà khắc như thế. Cứ đoạn nào diễn với Lê Phương tôi ức chế với đạo diễn, nhưng khi trao đổi với nhau mọi việc lại suôn sẻ và tiếp tục diễn. Cảnh nào khi phim đóng máy chị nhớ nhất? Giờ nghĩ lại tôi vẫn thương đạo diễn vì quá kiên trì với tôi, kiên trì cả khi thuyết phục tôi vào bộ phim dài 80 tập như thế. Bởi lâu lắm tôi không đóng phim truyền hình vì quỹ thời gian hạn hẹp. Trung Dũng vai Kiệt, Hồng Vân vai bà Mai trên phim và ngoài đời là hai nhân vật có tính cách hoàn toàn khác nhau, nên tôi với Trung Dũng luôn ức chế về nhân vật. Trần đời có bà mẹ nào hà khắc với con mình như thế,
Trong khi đó Trung Dũng không tin trên đời có ông chồng nhu nhược như vậy. Vì cứ tranh cãi với đạo diễn về nhân vật nên tôi nhớ mãi, nhất là cảnh tôi bị bỏng, Trung Dũng phải cõng tôi đi cấp cứu, thương vô cùng. Cảnh đó quay mấy lần liền, vừa cõng tôi vừa chạy mà tôi cân nặng không dám tiết lộ.